Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, Vân Anh đang có mặt tại trường Coastline Community College. Thưa quý vị, ngày hôm nay là buổi khai mạc khóa tu nghiệp sư phạm do Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California tổ chức hàng năm. Đặc biệt năm nay kỷ niệm 30 năm, thưa quý vị. Chương trình tu nghiệp dành cho các thầy cô giáo dạy Việt ngữ tại hải ngoại sẽ bắt đầu từ thứ Sáu cho đến Chủ nhật. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng với Vân Anh chúng ta cùng tham dự buổi lễ khai mạc khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm kỷ niệm 30 năm. Niệm cho những chiến sĩ văn hóa, những nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội suốt một đời cống hiến cho sứ mạng giữ gìn văn hóa và ngôn ngữ Việt. Trước sự hiện diện của tất cả quý quan khách, quý thầy cô từ khắp Hoa Kỳ, Canada, Na Uy và Nhật, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc khóa huấn luyện tu nghiệp và sư phạm kỳ thứ 30. In your presence, we welcome all of you here from all over the United States, Canada, Norway, Japan, Germany, and many others. I officially announce the beginning. The opening of the teacher symposium, the 30th anniversary. Chúng tôi kính chúc quý thầy cô có một cuối tuần thu thập được nhiều điều bổ ích, tăng thêm kiến thức để làm hành trang cho bước đường 30 năm sắp tới. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. We wish you a weekend that you would acquire new knowledge, acquire and resourceful and beneficial materials to enrich your knowledge and enrich your experience to continue with us in this journey for the next 30 years. Sau đây, chúng tôi xin mời ông thị trưởng tại Đức Trí lên phát biểu ý kiến với tất cả quan khách và thầy cô. Xin mời ông. Kính thưa quý vị, thầy cô cũng như là quan khách, chúng tôi xin đại diện thành phố Westminster đến đây chân thành cảm ơn sự đóng góp, hướng dẫn và dạy dỗ của quý thầy cô với thế hệ tương lai của tập thể người Việt tại hải ngoại. Sau hơn 4 thập niên, giới trẻ sinh ra và trưởng thành tại hải ngoại có cơ hội đọc, viết và hiểu được tiếng Việt và biết văn thơ tiếng Việt là nhờ sự tận tụy, dạy dỗ, hy sinh của các thầy cô. Sự đóng góp của quý thầy cô sẽ tạo thêm niềm tin và hy vọng cho thế hệ tương lai trong tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý thầy cô và xin chúc mừng tất cả các thành viên quý thầy cô của trung tâm ở Việt ngữ, và chúng tôi xin ghi nhận và vinh danh sự đóng góp của thầy Vũ Hoàng cũng như tất cả quý thầy cô trong trung tâm Việt ngữ. Con thích được gọi là con hay là cháu, tại vì trong cái phòng này là cháu thấy là
có nhiều thầy cô giáo rất là có nhiều experience và cháu lúc nào cũng rất là respect, mến yêu các thầy cô giáo và cảm ơn các thầy cô giáo lúc nào cũng support cái culture, cái climate của mình. Đây là cô giáo Kim Mô Đào. Kim Mô, chào các sĩ. Anh tên là Đào, dạy ở La Quinta High School. Kế tiếp là một tiết mục quan trọng, phải nói là quan trọng nhất của đêm nay, là giới thiệu các trung tâm đã tham dự khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm lần thứ 30. Theo chúng tôi biết là cũng có một số thầy cô ghi tên với cái tư cách là đọc tự do, không có thuộc một trung tâm nào hết. Và thầy Vũ Hoàng và cô Chiêu Anh sẽ hân hạnh giới thiệu các trung tâm và các thầy cô giáo độc lập. Xin mời quý vị lắng nghe. Gia đình Việt ngữ Tự lực. Giáo sứ Chúa Thiên Lành San Diego. Trường Giáo lý Việt ngữ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Giáo sứ Thánh Lê Thị Thành ở Louisiana. Giáo lý Việt ngữ Thánh Giuse. Giáo lý Việt ngữ Thánh Thomas Thiền ở New Orleans. Trường Hồng Bàng, Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng. Tôi đang có cô hiệu trưởng ở đây. La Quinta High School of Garden Grove Unified School District. Los Amigos High School. Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Yeah. Trường Việt ngữ Cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời Riverside. Trung tâm Việt ngữ Chùa Điều Ngự. Trung tâm Việt ngữ Lạc Việt ở Kentucky. Trường Việt ngữ Calgary, Alberta, Canada. Trường Việt ngữ Cộng đoàn Costa Mesa. Trường Việt ngữ Cộng đoàn Westminster. Trường Việt ngữ Đắc Lộ. Trường Việt ngữ Hùng Vương. Và Trường Việt ngữ Khuôn Việt ở Na Uy. Trường Việt ngữ Lạc Hồng ở Everett, Washington. Trường Việt ngữ Nguyễn Bá Tòng. Trường Việt ngữ Phan Bội Châu. Trường Việt ngữ Saddleback. Trường Việt ngữ Tam Biên. Trường Việt ngữ Thánh Linh. Quý vị có biết không? Trường Việt ngữ Thánh Linh chọn đúng 30 thầy cô tham dự cái buổi lễ hôm nay để kỷ niệm 30 năm khóa tu nghiệp sư phạm. Cho sư nữ, mời sư nữ đứng lên một chút ạ. Trường Việt ngữ Thánh Linh Arizona. Trường Việt ngữ Tiểu học Tây Sơn và Trung học Nguyễn Du ở Ottawa, Canada. Trường Việt ngữ Tustin. Trường Việt ngữ Về Nguồn San Jose. Trường Việt ngữ Văn Lang San Diego. Trường Việt ngữ Văn Lang San Jose. Và trường Westminster High School. Vâng, thưa quý vị, quý thầy cô, đó là 47 trường Việt ngữ đã tham dự khóa tu nghiệp 30 năm. Đây là một cái con số trường Việt ngữ tham dự có thể là đông nhất từ xưa tới nay. Cảm ơn tất cả quý thầy cô rất là nhiều. The Director of Dual Language Immersion of Educational Services at Anaheim Union High School District, Dr. Renee Bryant.
bà giám đốc của chương trình song ngữ tại học khu Anaheim sẽ có đôi lời chào mừng cùng chúng ta. High School District and our superintendent Michael Matsuda. I just want to congratulate you on the 30th anniversary. I want to thank you for the service that you provide our community and keeping our Vietnamese language, culture, and history alive, providing these wonderful classes every year. This is my fourth year attending, so I just want to thank you for always including us. And I want to take a moment. Usually when I come here every year, I'm celebrating something. I used to be able to celebrate with my Westminster School District family and their Vietnamese dual language program, which I just want to say thanks to Lan Nguyen and congratulations Francis Nguyen. This last year, they won the California School Board Association Golden Bell for exemplary programs for the Vietnamese dual language immersion. So congratulations. And I want to say that it was hard to leave Westminster School District, but I'm excited to be at Anaheim Union, where we are finally going to have Vietnamese world language. So I would like our teacher, Co Da Bi Pham, to stand up. She's the very first Vietnamese world language teacher at Anaheim Union High School District. Thank you, Da Bi Pham. And it's a year first, so it also, you were introduced to two special people, but I want to tell you even more reasons why they're special. If you'd stand up, Amy Kwan. Amy Pham Kwan is the very first Vietnamese high school principal, actually the very first principal, Vietnamese principal in Anaheim Union High School District. And beyond that, she's the very first female principal of Western High School. And Aaron Chow, if you would stand up, not to be outdone, he is also the very first Vietnamese assistant principal in our district. So, extremely happy for all of our Vietnamese leaders. And so this is our first time participating in Anaheim Union High School District, so I want to make sure to introduce Chin Nguyen. He is our Vietnamese translator who works and serves our community. Tao Tran works so hard in the classrooms as a bilingual aide. And Rick Pham is also our family and community engagement specialist. We're all going to be participating. Even I'm going to be attending the classes. And please don't translate for me. I believe in full immersion. I'm not going to learn, right, if I'm not immersed. So again, thank you so much. Thank you for all you do for the community. Thật là hân hạnh cho chúng tôi được đại diện Thượng nghị sĩ để đến chung vui trong một bữa ngày khai trương cái khóa huấn luyện đặc biệt về giáo sư, về thầy giáo của quý vị Trung tâm Việt ngữ. Và hôm nay cũng là để vinh danh và tất cả quý vị, chúng tôi xin hân hạnh thay mặt Thượng nghị sĩ để trao bằng vinh danh của Thượng viện California đến giáo sư Vũ Hoàng. Tự chí xin lắng trọng và xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn Thượng nghị sĩ Giang Anh Nguyễn. Kính thưa quý thầy, quý cô và toàn thể quý vị, chúng tôi là Christy Lay, hôm nay được đại diện cho dân biểu liên bang Lucrea, rất vinh dự được đến dự lễ khai mạc cho kỳ 2018 khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm. Đầu tiên thì Christy thay mặt cho dân biểu liên bang Lucrea xin chúc mừng cho ban đại diện các trung tâm Việt ngữ 30 năm nỗ lực giữ gìn và phát huy tiếng Việt truyền thống cũng như là truyền thống văn hóa Việt Nam. Như quý vị đã biết thì dân biểu liên bang Lucrea đã luôn ủng hộ cho ban đại diện các trung tâm Việt ngữ trong suốt những năm qua để tổ chức các khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm. Và bởi vì đối với ông, mỗi chúng ta đều có một cái gốc và chúng ta phải nỗ lực gìn giữ và phát huy cái nguồn gốc của mình bằng cách là gìn giữ ngôn ngữ cũng như là truyền dạy
ngôn ngữ và văn hóa cho các thế hệ trẻ sau này. Nhân ngày hôm nay thì Christy thay mặt cho dân biển Liên bang Lucre cảm ơn quý thầy cô cũng như toàn thể quý vị và đặc biệt là ban đại diện các trung tâm Việt ngữ đã nỗ lực làm điều này trong suốt những năm qua. Christy xin thay mặt cho dân biển Liên bang Lucre trao bằng vinh danh cho ban đại diện các trung tâm Việt ngữ. Thank you. Và kính thưa quý thầy cô, đêm nay đặc biệt là chúng ta có một giờ để tưởng niệm đến đồng bào Việt Nam của chúng ta tại quê nhà. Thì chúng ta sẽ có một cái buổi thắp nến rất là linh thiêng để mà cùng đóng góp tiếng nói với lại đồng bào của chúng ta ở quê nhà để mà cùng góp một ngọn lửa tranh đấu. Chúng ta là thầy cô giáo. Không có biết làm gì hơn là các lên tiếng nói để bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với lại đồng bào. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới biết đoàn kết với nhau để có thể hợp thành một sức mạnh hỗ trợ cho những đồng bào trong nước đang gần chúng ta. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con tôi là Nguyễn Văn Khoa, là thành viên của ban tổ chức của chương trình khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm kỳ thứ 30. Đây là một trong những cái mốc thời gian đã kéo dài 30 năm liên tục dành cái chương trình cho các thầy cô để mà học hỏi thêm về vấn đề kiến thức chuyên môn, hướng dẫn cho các em học sinh của các cái trường Việt ngữ ở như Nam California và của tất cả các thầy cô ở những tiểu bang xa. Năm nay thì chúng tôi lại hân hạnh được tiếp đón một số các thầy cô ở bên Nhật, ở bên Na Uy, ở bên Đức và dĩ nhiên ở Hoa Kỳ và Canada nữa. Thì đây là một cái sự hiện diện rất là đông đảo của các thầy cô ở những các nơi về. Chúng tôi cũng nhận thấy có cái sự hiện diện của một số các vị nữ tu như bên Phật giáo và bên Công giáo, đặc biệt có một số vị nữ tu cũng có đến tham dự. Cái chủ đề của năm nay là gìn giữ tiếng Việt truyền thống của Việt Nam của chúng ta. Thì chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái phần quan trọng của cái tiếng Việt là gìn giữ những cái nét đẹp truyền thống của tiếng Việt. Hy vọng đây cũng sẽ là một cái dịp mà để các thầy cô đến để mà chia sẻ học hỏi về những cái kinh nghiệm cũng như là điều hành lớp học. Mặt khác chúng tôi cũng có những cái giờ để mà nói về những cái kiến thức chuyên môn, nâng cao cái sự hiểu biết để mà giảng dạy cho các em học sinh ở như cái trình độ cao hơn nữa. Nhân đây chúng tôi cũng xin được cảm ơn đài VNTV đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lanh, hiện là ủy viên giáo dục của học khu Garden Grove. Tôi đang tham dự trong buổi chương trình tu nghiệp sư phạm lần thứ 30 của các trung tâm Việt ngữ tại miền Nam California. Việc đầu tiên tôi muốn chia sẻ đây là cái lòng cảm phục của tôi đối với các thầy cô đã luôn luôn tận tụy hy sinh cho cái tiền đồ
văn hóa và tương lai của người Việt Nam trong việc công tác duy trì và phát huy tiếng Việt đối với các thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ cũng như là tại hải ngoại. Thực ra người Việt Nam chúng ta luôn luôn quan tâm đến các vấn đề duy trì tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt Nam, và các thầy cô cũng đã đóng góp rất nhiều để mà đạt được đóng góp của mình trong cái mục tiêu duy trì tiếng mẹ đẻ cho các em. Nhưng thực ra với tư cách là người thành viên của Ủy ban Hội đồng Giáo dục, chúng tôi nhìn nhận rằng khả năng ngoại ngữ của các em cũng là một cái gia sản, một cái khả năng rất đặc biệt để giúp các em thành công cho hiện nay, cuộc đời học vấn của em hiện nay cũng như trong tương lai các em thành công trên đường đời. Do đó, Học khu Garden Grove đã có nhiều chương trình phát triển chương trình Việt ngữ như là ngoại ngữ, cũng như chương trình dạy song ngữ toàn thời gian cho các học sinh từ lớp mẫu giáo trở lên. Tại vì Học khu Garden Grove nhìn nhận rằng đây là một cái cơ hội để giúp các em không những là duy trì được Việt ngữ như là một ngôn ngữ, nhưng mà cũng có tạo nên một cái cơ hội để phát triển cái khả năng ngoại ngữ của các em, để các em có thể thành công hơn trên cái vấn đề học vấn của em trên các trường trung tiểu học ở đây, cũng như giúp các em có cái cơ hội thành công nhiều hơn ở ngoài đời. Đó là lý do tại sao Học khu Gandro cũng như học khu khác như Học khu Westminster đã muốn đóng góp rất nhiều vào cái công tác giảng dạy Việt ngữ cho các em cũng như tất cả mọi người để phát triển tiếng ngoại ngữ. Và cái công tác đó nó phù hợp với cái mục tiêu của cộng đồng Việt Nam của chúng ta là duy trì và phát huy tiếng Việt như là một cái di sản văn hóa Việt Nam của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.